Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, lời Chúa chúng ta được nghe trong ngày Chủ nhật thứ sáu mùa thường niên hôm nay chắc hẳn sẽ là những chỉ dẫn rất là quan trọng để chúng ta như có được một cái bản đồ trong tay, có một cái la bàn trong tay để hoàn thành cuộc hành trình xuyên qua cái thế giới này, cái nhân loại này giữa lúc có rất nhiều cái hình thức khủng hoảng, có nhiều cái tai trời ách nước. Và đặc biệt là như ở trong Thánh Kinh thường thông báo, một trong những cái dấu của cái ngày thế mạc, của cái ngày kết thúc cái nhân loại này là khi có rất nhiều người xuất hiện và tự xưng là Chúa Kitô, tự xưng là chân lý, tự xưng là thầy dạy những cái nguyên tắc để tin và để sống. Và chúng ta thấy không có thời nào mà có rất nhiều cái tiên tri giả, có rất nhiều cái người mạo danh đấng cứu thế như thời của chúng ta, kể cả ở ngoài xã hội lẫn ở trong hội thánh. Ở ngoài xã hội thì chưa bao giờ nhân loại chúng ta đang phải đối đầu với những cái tin giả, những cái tin thất thiệt về mọi phương diện, cả trong cái phương diện đời sống xã hội, trong cái đời sống làm ăn kinh tế, cả ở trong cái việc giáo dục, cả ở trong cái vấn đề sức khỏe, ở trong cái vấn đề sống còn của sinh mạng con người. Chúng ta chứng kiến điều đó khi mà đại dịch Corona xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc, thì chúng ta đã thấy cái gì? Chúng ta đã thấy cả một cái nỗ lực có hệ thống để lừa dối người dân, để bưng bít thông tin, đến nỗi bây giờ là không còn kiểm soát được dịch bệnh nữa, thì lại một hình thức nữa là tìm dê tế thần để trút bỏ trách nhiệm của mình và bắt người khác phải chịu cái tội mà mình đã gây ra, mình đã cố tình để mà che giấu, không thông tin kịp thời cho nhân dân, cho thế giới biết, để cùng nhau mà ngăn ngừa, cùng nhau chữa trị. Và điều đó nói lên một cái tâm địa hết sức là dối trá. Như Chúa đã nói là con cái của Chúa có thì phải nói có, còn thêm thắt đặt điều, đó chính là dấu hiệu đã thuộc về tà ma. Những cái thông tin mà hiện nay chúng ta đón nhận cũng có vẻ như là một cái con đường gian dối và lừa bịp, như là đã xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong những cái ngày đầy lo âu và sợ hãi này, thì chúng ta cũng lại nhận được những cái thông tin hết sức dối trá như vậy. Con em của chúng ta đâu phải là vật thí nghiệm, để rồi những cái người đứng đầu của cái đất nước này, đứng đầu của cái ngành giáo dục hay ngành y tế, sử dụng như là những con vật. Khi mà tình hình nguy hiểm như thế này thì chúng ta không nhận được một cái thông tin cho rõ ràng, minh bạch, liệu con em chúng ta có phải nghỉ học để tránh dịch bệnh lây lan hay không, mà rồi thì cũng thấy những cái lời thông báo từ các cái cơ quan chính thức của nhà nước thông báo sau là ngược với cái thông báo trước. Và rõ ràng là điều Chúa nói, người ta đã không có tôn trọng sự thật, người ta cố tình dùng những cái giả dối, những cái ý định hết sức là độc ác, để cuối cùng là nhằm đến cái lợi ích của những cái người có quyền, những người đang có thế lực, chứ không phải
là lợi ích cho người dân, không phải là cái sinh mạng người dân là quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái ổn định của cả một cái thể chế, của cả một cái hệ thống chính trị. Rõ ràng là chúng ta gặp một cái thách đố. Thách đố đó là chúng ta phải dám nói lên cái chân lý của Chúa. Bởi vì nếu không thì chúng ta chỉ là những Kitô hữu, hữu danh mà vô thực. Bởi vì khi chúng ta không lên tiếng để mà tố giác những cái dối trá, những cái sai lầm, thì chúng ta chẳng khác gì những người luật sĩ biệt phái sống theo cái tiêu chuẩn nước đôi để có lợi cho mình, để cho mình tránh khỏi những cái phiền phức. Theo giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, mỗi người Kitô hữu, mỗi người Kitô hữu Công Giáo chúng ta luôn luôn có hai cái bổn phận. Một bổn phận là phải hết lòng để giới thiệu tin mừng của Chúa, phải hết lòng để phổ biến, để quảng bá các giá trị của đời sống Kitô hữu, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Chân thật, thủy chung và luôn luôn vị tha. Một mặt khác, chúng ta cũng theo lời dạy của Hội Thánh phải mạnh mẽ để tố giác tất cả những lời nói, những cái ý thức hệ, những cái hành động, những cái chủ trương đi ngược lại tin mừng của Chúa, đi ngược lại với các giá trị Kitô hữu. Không làm như vậy thì rốt cuộc chúng ta cũng chẳng hơn gì các người luật sĩ và biệt phái. Như Chúa nói, nếu anh em không sống tử tế, nếu anh em không sống công chính hơn các người luật sĩ và biệt phái, anh em không có vé, không có chỗ ở trong nước trời. Đây là lời Chúa nói một cách rất là nghiêm khắc, không phải là nghe rồi bỏ qua được, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không muốn mình chỉ là những Kitô hữu, hữu danh mà vô thực, chúng ta sống nước đôi, vẫn nói mình là người Công Giáo, vẫn đọc kinh cầu nguyện, vẫn đi dự thánh lễ, vẫn lãnh nhận các bí tích, nhưng chúng ta đang sống theo một cái tiêu chuẩn khác, không có điểm nào để mà trở thành ánh sáng cho thế gian giữa một cái xã hội tối tăm, không có một cái chỗ nào là muối cho cái trần gian này, khi mà đời đã quá nhạt nhẽo, đã quá vô vị, đã trở thành hôi tanh, đã thối rữa. Rõ ràng là lời Chúa ngày hôm nay khiến cho tôi và anh chị em không được phép thờ ơ, không được phép vô cảm. Và ở trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe từ sách Huấn Ca tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta là có trí tuệ để nhận ra cái gì là cái đúng, cái sai. Chúa ban cho chúng ta có tự do để chọn làm theo điều thiện và tránh cái điều ác. Và chúng ta đừng đổ thừa cho Chúa là cám dỗ chúng ta, là xô đẩy chúng ta vào trong những cái hành vi tội lỗi. Nhưng mà mỗi người chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trong những gì mình suy nghĩ, những gì mình phát biểu và những gì mình hành động. Bởi vì mình đã được Chúa sáng tạo nên như một nhân vị, chứ không phải như một cái loài sinh vật chỉ sống theo bản năng. Và chúng ta cũng phải làm hết mọi cái khả năng của chúng ta để sống xứng đáng với phẩm giá của mình, nhất là trong một cái môi trường, trong một cái xã hội người ta không có muốn cho con người sống như là nhân vị, mà người ta đã tìm cách để chà đạp, để hạ thấp cái con người xuống chỉ còn là loài lục súc,
chỉ còn là sống theo cái bản năng sinh tồn, để rồi con em của chúng ta cũng sẽ không còn cái con đường để được giải thoát, để được vươn lên. Nếu như chúng ta là những người cha, người mẹ, là những cái người lãnh đạo, những người mục tử trong cái bổn phận của chúng ta, tiếp tục sống theo cái thái độ an phận, chấp nhận, nhắm mắt, bưng tai để cho được an thân, và cũng có nghĩa là để cho con em của chúng ta, để cho cái tương lai của dân tộc này tiếp tục đi vào một cái ngõ cụt. Xin Chúa ban cho chúng ta được biết nghe lời Chúa và thấu hiểu lời Chúa, và chính Chúa ban cho chúng ta có một cái sức mạnh để dám thực hành lời Chúa. Và khi thực hành lời Chúa thì rõ ràng chúng ta sẽ phải chấp nhận trả những cái giá có thể là rất đắt, như gương của các tiền nhân tử đạo của chúng ta. Khi nói lên cái lời của Chúa thì chắc chắn đó là lời của chân lý, mà sự thật thì mất lòng. Nhưng chỉ khi nào chúng ta dám sống, dám thực hiện chân lý và dám sẵn sàng trả giá cho chân lý, thì chính chân lý như Chúa dạy sẽ giải thoát chúng ta, giải thoát cho dân tộc này khỏi tất cả những cái mưu mô độc ác của tà thần, của dối trá, của tham vọng và của tất cả những cái gì gây nên đau khổ, gây nên tai ương cho cả một cái dân tộc, cho cả một cái đất nước. Amen.